Đợt này về, đợt này xách tay về thùng bự luôn rồi. Mấy trứng à. Này nó bị cắn hàng ở trên máy bay gì vậy? Trứng này về mình cho nghỉ cỡ mình cho nó ổn định lại cỡ 1 tiếng sau rồi bắt đầu mình bỏ vô máy áp luôn anh em ha. Thùng này tới 300 trứng rồi. Thùng bự à. Em đây đang luôn ơi. Có một chút nữa anh lấy ra là anh bỏ vô cái dãy bỏ vô máy luôn. Ăn dọn rồi mà.